Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm chúc mừng một số cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố. Đến thăm và chúc mừng cơ quan thường trú Báo Nhân dân tại Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao quá trình xây dựng, cống hiến và trưởng thành của tờ báo qua các thời kỳ, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nhất là việc tuyên truyền các nghị quyết chủ trương của Đảng đi vào đời sống. Đặc biệt, cơ quan thường trú Báo Nhân dân tại Đà Nẵng đã luôn đồng hành cùng thành phố trong suốt thời gian qua, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn, phục hồi kinh tế, cổ vũ các phong trào thi đua của địa phương. Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Bí thư Thành ủy chúc đội ngũ những người làm báo của đơn vị luôn dồi dào sức khỏe, tâm trong, trí sáng, có thêm nhiều tác phẩm báo chí chất lượng. Dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đến thăm chúc mừng cơ quan thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên, đánh giá cao sự đổi mới, nhanh nhạy trong chuyển tải thông tin, trong đó đã kịp thời đưa những hình ảnh của thành phố Đà Nẵng trên tất cả mọi lĩnh vực trong dòng tin tức đến với đông đảo người dân cả nước và bạn bè quốc tế. Bí thư Thành ủy mong muốn tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nội lực đồng hành cùng thành phố trong xây dựng và phát triển.